Dạ em xin phép chào tất cả cô chú anh chị và chào tất cả mọi người. Thì hôm nay là phiên lan rừng ngày 31 tháng 10 năm 2019. Thì ngày 31 cũng là cuối tháng 10 rồi. Thì ngày hôm nay thì hàng về được một ít kiếm và các loại hạt đỉnh và các cơm ba lòng sọc. Nhưng một khi hàng về lúc nào thì em bán lúc đó nha mọi người. Đấy, sau công tác chuẩn bị thì em đã chia ra các phần và đánh số thứ tự cho mọi người dễ mua. Đấy. Rồi, như một khi thôi thì em sẽ giới thiệu từ trên xuống dưới cho mọi người dễ sưu tầm. Rồi. Đầu tiên em sẽ giới thiệu cái kênh của em là kênh Núi Rừng Tây Nguyên Channel 2, số điện thoại liên hệ là 070-611-5694 nha mọi người. Mọi người đặt hàng thì gọi điện thoại trực tiếp qua số điện thoại này cho em nha. Rồi, em sẽ giới thiệu từ trên xuống dưới nha mọi người. Đấy. Đây này là hàng kiếm, một ít dáng thường tam màu sắc. Này là trúc mành, này là hạt đỉnh hồng, một là hạt đỉnh rất là hiếm và có hạt đỉnh vàng và các combo lồng sậu nha mọi người. Đấy. Rồi em sẽ giới thiệu từ đây xuống dưới cho mọi người dễ mua ta. Rồi, số thứ một, số đầu tiên, một cái dây kiếm lùn con tâm nguyên bản nha mọi người. Đây. Vậy là dây kiếm nguyên bản này, lá vàng xanh. Đấy. Đây là một dây nguyên bản. Nhầm kiếm lùn rất là đẹp nha mọi người. Đấy, lá rất là cứng cáp này. Đấy. Lá cứng và bóng. Đấy. Hàng thì hàng bốc rừng nha mọi người. Đấy. Mặt hoa thì sổ số nha mọi người. Đấy. Kiếm thì hoa sổ số thôi. Hàng về là em đăng em bán liền. Mình, nếu nhiều lúc nó thấy mặt hoa của nó thì biết kiếm gì chứ. Còn thật ra cũng không biết kiếm tiền vụ hay lộ hội. Hai cái loại kiếm này thôi. Chứ không có. Rồi. 250.000 cho một cái nguyên bản kiếm này nha mọi người. Tiếp theo cái dề số 2 cũng là một cái dề nguyên bản gồm kiếm và cẩm cù nha mọi người. Đấy, kiếm và cẩm cù đổ bản thân và đất thân đây, bám trên cùng một giá thể. Đấy. Rồi cái dề kiếm thứ hai cũng mới giá là 220.000 đấy cho cái dề kiếm này nha mọi người. Kiếm này rất là đẹp luôn. Đấy. Này mọi người về bỏ chậu và thêm một ít giá thể nữa là chơi được rồi. Rồi nó là kiếm số 2. Tiếp theo cái dề kiếm số 3 nhìn một kiếm rất là đẹp luôn nha mọi người. Lá dày này, bản to và rất là xanh bóng, bóng luôn, cứng cáp. Dây kiếm số 3 này đấy. Rất là đẹp nha mọi người. Này phong trào chơi kiếm rất là rộng rãi. 220.000 nha mọi người. Đấy. Cái tách kiếm này nè, mọi người có thể về tách ra làm một chậu riêng cũng được nha mọi người. Đấy. Tách ra rất là nhiều. Đấy. Như một dĩa là mọi người để nguyên cũng được mà tách ra thành nhiều cũng được. Rồi đó là cái số 3 220.000. Tiếp theo cái dĩa kiếm số 4 đây, một cái dĩa kiếm lá bóng này đấy, rất là dày và bản lá rất là to đấy, trên xanh cái củ của nó phần phía dưới là hơi vàng vàng. Cái này là có cái tụ quả bám theo nữa nha mọi người. Rồi cái dĩa này là 200.000 đấy. Cái dề kiếm này nha mọi người. Rất là đẹp luôn. Dề này rất là đẹp. Đấy. Rồi. Tiếp theo. Cái dề số 5. Cũng là một dề kiếm. Này. Kiếm lá rất là dày. Xanh. Và cái củ này là nó vàng vàng nha mọi người. Rất là đẹp. Đấy. Rồi. 200.000 cho cái dề kiếm số 5 này nha mọi người. Đấy. Rồi tiếp theo qua số 6. Này là 200.000. Cái này các cái dây kiếm này là dây kiếm VIP đó nha mọi người. Dây kiếm loại đẹp, loại đẹp. Đấy, này là lá bản rất là rộng này. Đấy. Thân rất là dày và xanh bóng. Đấy. Rồi. Hàng gốc rừng. Nhìn rất là đẹp mắt nha mọi người. Đấy. Kiếm hoa kiếm này rất là đẹp rồi. Rồi 200.000 cho cái dây kiếm số 6. Tiếp theo cái dây kiếm số 7 200.000. Các dây kiếm này rất là đẹp nha mọi người. Rồi cũng cái dòng kiếm lá bản rộng này. Đấy. xanh bóng luôn. Đấy. Đấy, đang lên những cái dây kiếm câu. Rồi dây kiếm số 7 200.000 nha mọi người. Đấy. Rồi dây kiếm số 8 cũng 200.000. Đây
lá cũng to nhưng mà đấy, bản lá to dày xanh bóng này, đấy, dưới là cái phần này là vàng, trên là xanh này. Đấy. Rồi đó là về số 8, 200.000 nha mọi người. Rồi rồi tiếp theo là đến cái phần số 9, 100.000 cho cái dây kiếm này nha mọi người. Đấy đây một cái dây kiếm lá cũng rất là ok, màu xanh nha mọi người. Đấy, kiếm xanh, kiếm lá xanh này cũng dày và rất là đẹp. Đấy. Đây một cái dây kiếm này là 100.000 nha mọi người, số 9 100, số 10 100 nha mọi người. Đây là kiếm cũng kiếm lá xanh. Đấy, lá xanh dày và lá bóng nha mọi người. Đấy. Rồi. Có nhiều người thích màu xanh, có nhiều người thích màu vàng. Tùy theo mỗi người. À. Tiếp theo một cái dây kiếm nữa. Đấy, dây kiếm số 11. Có thêm một cái cây gì nữa, làm gì nữa đây. Rồi, số 11, 100.000 nha mọi người. Đấy, kiếm này cũng kiếm xanh nè. Xanh. Rồi, 11. Tiếp theo, 12, 100.000. Đấy. Đây là kiếm lá ngắn. Đấy. Kiếm lùng. Đấy. Rồi, 12, 100.000 nha mọi người. Tiếp theo, 13, cũng 100.000. Đấy. Đây. Rồi. Đấy. Hai dề 100.000 nha mọi người. Đấy. Tiếp theo 14 cũng 100.000. Cũng có hai dề. Đấy. Đấy. Này này xếp rất là đã luôn này. Này là kiếm lá ngắn nhưng mà kiếm lùn á. À rất là đẹp luôn. Rồi 14 100. Tiếp theo 15 cũng 100.000 nha mọi người. Đây. Dây đầu tiên này, theo dây thứ hai, đấy, rồi 100.000 nha mọi người, 100.000 hai dây. Tiếp theo phần 16 của 100.000 nha mọi người, đấy, này là những là nguyên bản luôn nha mọi người, đây nó bám rất là đẹp này, rất là đẹp mắt luôn, đấy, và tự nhiên thì mọi người nhìn có thể rất là ok, đó. 16 là có hai cái nguyên bản kiếm như thế này. Đấy. À, kiếm thì cũng rất là đẹp và đặc biệt là dễ sống, dễ chơi. Đấy. 17, 100.000 nha mọi người. Đây là một kiếm lá ngắn này. Cái này mọi người mua kiếm thì mọi người có thể ship chậm là được rồi nha mọi người. Đấy. Kiếm là không có ảnh hưởng gì vấn đề gì đâu nha mọi người. Đấy. Rồi, 17, 2 dây 100.000, rất là rẻ luôn. Rồi. Rồi, tiếp theo em sẽ giới thiệu đến phần kiếm số 18, 100.000 nha mọi người. Đấy. Đây, một cái dây kiếm, để tách này. Đấy. Đây, thế là dây thứ hai. Đấy, có củ, có trái này. Đây là dây thứ ba. Đấy. Dây thứ bốn. Đấy, mọi người thấy kiếm rất là đẹp luôn không? Rồi, bốn dây 100.000 nha mọi người. Tiếp theo, phần số 19, 100.000. Đây. Đây. Rất là đẹp luôn nha mọi người. Đấy. Bản lá rất là rộng, dày và xanh. Đấy. Dây thứ hai này. Theo là dây thứ ba. Đấy. Rồi, 100.000 cho cái phần kiếm số 19 nha mọi người. Rồi, phần kiếm cuối cùng 20, 100.000 nha mọi người. Đấy. Có các dây kiếm lùng nhỏ nhỏ như thế này nha mọi người. Đấy. 2 dây này. 3 dây. 4 dây. 5 dây. 6 dây. 7 dây. Rồi. 7 dây kiếm 100.000 nha mọi người. Đấy. Rồi đó là toàn bộ cái lô kiếm ngày hôm nay nha mọi người. Mọi người mua cái nào thì mọi người lấy cái đó nha. Rồi tiếp theo ngày hôm nay là có cái nhẫn hương tam bảo sắc nha mọi người. Mỗi phần em bán với giá là 150.000. Đấy, cây rất là đẹp luôn nha mọi người. Dòng nhẫn hương tam bảo sắc thì hoa của nó là ba màu, cuộn tâm á, cuộn tâm là ba màu riêng biệt, màu hồng, màu trắng và màu vàng nha mọi người. Có một số nào là chỉ có hai màu thôi. Đấy. Và đặc biệt hoa này rất là thơm mùi của hoa hồng đó nha mọi người. Đấy.
nở hoa rất đẹp đấy. Tới mùa hoa là rất là thơm nức nức mùi luôn, nhưng mà đấy. À, 150.000 cho cái phần tạo màu sắc này, cây rất là đẹp. Hàng mốc rừng thì nó chịu đạt chiều dài chỉ có chừng đây thôi, nhưng mà thấy mọi người phải trồng và ghép vào trụ này kia là thì nó sẽ đạt cái chiều dài nó cao hơn, vẫn được 80 hoặc mấy là chuyện bình thường nha mọi người. Đấy, cái này là hàng khai thác từ rừng này, nó như thế này. Đấy. Cái dòng giáng hương này mùa này thì mùa khô nên nhìn nó cũng không mát, chứ hàng này thuộc dạng hàng lá cũng rất là ok nhưng mà lá cũng rất là dày lắm. Đấy. Rồi 150.000 cho cái phần giáng hương này nha mọi người. Đấy. Rồi tiếp theo là phần 22 cũng giáng hương luôn. Đấy, cũng 150.000. Đấy, cây rất là đẹp nha mọi người. Đấy. Cây rất là đẹp. Đấy. Chỉ có hai phần thôi nha mọi người. Đấy. Khách nào lấy thì mọi người hiện tại lấy thôi. Lấy cái dòng giáng hương ở vùng quan tâm về sưu tầm. Có gì khác với so với cái dòng ở nơi khác không nha mọi người. Đấy. Cây rất là đều, đẹp luôn. Rồi, đó là cái đây, hoa của nó rất là sai nè. Hoa rất là to, đẹp. Rồi, 150.000 phần giáng hương tam màu sắc nha mọi người. Rồi. Rồi, tiếp theo ngày hôm nay là có 3 suất trúc mạnh nha mọi người. 3 suất trúc mạnh ở vùng tôm mơ rong của vùng tâm nha mọi người. Đấy, khách nào chưa vừa đầu mua chưa mua được thì mọi người tiếp tục mua nha. Đấy, chỉ có 3 suất thôi. Ai nhanh tay thì mọi người lấy. Cái dòng trúc mạnh ở vùng tâm là nó rất là mập nha mọi người. Đấy. Cái gốc nó rất là mập này, dinh dưỡng nó rất là nhiều. Đấy, ra hoa rất là ok luôn nha mọi người. Các dòng trúc mạnh ở những nơi khác này không có cái đống mập này nữa. Đấy, rồi. Mẫu suất như thế này thì 200.000 nha mọi người. Đấy, đây là phần 23. Trúc mạnh cũng khác rất là hiếm. Cái dòng trúc này cũng rất là hiếm nha mọi người. Nói chung lâu lâu mới có hàng, nhưng thật ra thì cũng không có thường xuyên đâu. Đấy. Rồi. Một phần cái này mọi người cứ thuộc thân người trồng có thể cho nó thả xuống như thế này và bữa sau nó ra hoa từ các cái đốt á. Đấy, đốt nó sẽ ra hoa, đốt này nó sẽ ra hoa nha mọi người. Rồi, mùa này thì dinh dưỡng của trúc mình đã ok lắm rồi nha mọi người. Đấy. 3 phần 25 23 24 25 là trúc mình nha mọi người. Đây, một phần như thế này là 200.000 nha mọi người. Đấy, có các đốt xanh và đốt đủ dinh dưỡng. Đấy. Rồi. 26 là địa lan kiếm thứ thời nha mọi người. Đấy, chỉ có một bó duy nhất thôi. Đấy, bó duy nhất kiếm thứ thời thì hoa cũng rất là đẹp nha mọi người. Đấy. Đây bó lại như thế này, này là địa lan kiếm thứ thời, một bó một thôi nha mọi người. Đấy, chỉ có số 26. Rồi tiếp theo ngày hôm nay thì có 1 2 3 4 5 6 7 8 9 phần hạt đỉnh hồng. Đấy, hạt đỉnh hồng nha mọi người, 100.000 trên một phần nha mọi người. Cái dòng hạt đỉnh hồng này là rất là hiếm. Đấy, nói chung là rất là hiếm có nha mọi người. Đấy, cái này là em đã cắt ra hết trơn rồi. Còn cái thân của nó thì nó như thế này. Đó, thân chiều dài nó. Và đặc biệt là nó đang có nụ. Mùa này là đang hạt đỉnh hồng nó đang có nụ nha mọi người. Đấy, mọi người thấy không? Hoa nó rất là to đấy. Đấy, cái ấp của nó đây. Rồi, em cái kiểu phát hoa của hạt đỉnh hồng thì nó nằm ở trong cái nách, các nách như thế này mà. Đấy. Các nách như thế này này. Đó. Là nó sẽ lấy một cái vòi hoa rất là đẹp luôn. Nay người phải trồng chậu thì rất là nghĩ luôn nha mọi người. Đấy. Rồi. Hoa con này thì đang bốc này. Cái này thì chỉ có vài phần và một phần như thế này, nó dài như thế này, hình thái nó như thế này nha mọi người. Đó, em để lại em trồng coi thấy hoa nó như thế nào nha. Đấy. Rồi, mỗi phần thì em bán với giá là 100.000 cho mọi người dễ sưu tầm thôi. Chỉ có 9 phần thôi nha mọi người. Đấy. Rồi. Mỗi phần là như thế này. 1 2 3 bộ 3 bụi như thế này nha mọi người. Đấy. Đấy, phần nào cũng giống như phần nào thôi. Dòng hạt đỉnh hồng này thì rất là gọi là rất là hiếm luôn. Đấy. Rất là hiếm hàng. Đấy. Mỗi phần như thế này là ba gồm có ba cây như thế này nha mọi người. Đấy. Ba cây như thế này. Đấy. Nhìn nó ấy nhưng mà hoa rất ok luôn. Đấy. Rồi. Này địa lan hạt đỉnh hồng nha mọi người. Đấy. Nếu mọi người trồng mà trong giá thể giống như địa lan. Dễ trồng thôi, chứ không có vấn đề gì hết. Rồi, chỉ có 9 suất hạt đỉnh hồng thôi nha mọi người. Còn hoa của hạt đỉnh hồng thì nó phát hoa như vậy. Đấy, em mọi người thấy này là có cái màu hồng hồng trong này rồi nè. Đấy, rất là đẹp luôn. Đây. Rồi, đó là hạt đỉnh hồng nha mọi người. 100.000 cho một phần, rồi.
Rồi tiếp theo ngày hôm nay cũng là một cái loại hạt đỉnh nữa, hạt đỉnh vàng nha mọi người, hạt đỉnh vàng 100.000 cho một phần như thế này nha mọi người, chỉ có được em chia ra được khoảng 10 phần thôi nha. Đấy. Mỗi phần như thế này thì là 100.000. Đấy, này là nguyên một cái vụ lớn nha. Đấy, còn hạt đỉnh hoa như thế nào thì mọi người có thể tra lên Google nha mọi người. Đấy, đấy 29 cũng một về này, đấy. 30 cũng, 30 là có 2 về, đấy, 30 2 về này, 31 không hạt đỉnh vàng luôn, 5.000 cũng 1 2 3 3 về, đấy, 1 2 3 về nha mọi người, đấy, đây là hạt đỉnh vàng 32, tiếp theo là 33 này, 1 2 3, đấy, tiếp theo là 34, đây 1 2 2 về nha mọi người, đấy. 34 là 2 về, 35, 35, 1, 2, 3, rồi, 36 là cũng 100.000 nha mọi người, 36, 1, 2, 3, đấy, 3, 3 bụi, mọi người thấy vậy trồng được 3 chậu, 100.000, 2, 3, rồi, đó là 37 nha mọi người, đấy, hạt đỉnh vàng, đấy. Rồi tiếp theo là 38 là đánh xương cá nha mọi người. Đấy, chỉ có hai phần xương cá thôi, khách nào sưu tầm thì mọi người mua. Đấy, xương cá về mọi người một lọ lan về ghép trang trí cái vườn lan cho nó đẹp nha mọi người. Đấy, cây của nó rất là đẹp luôn. Đấy, có một số cái nó màu tím, màu ấy này kia, nó nhiều màu. Rồi, cây này thuộc dạng lan trang trí cái vườn lan cho nó đẹp thôi. Đấy. Rồi, này làm được một chậu một cái này kia. Rồi, 38 100.000, 39 cũng 100.000 nha mọi người. Đấy, xương cá luôn, rất là nhiều luôn. Đấy, loài xương cá này cũng rất là lạ nha mọi người. Đấy, rồi 39 xương cá. Rồi, rồi tiếp theo ngày hôm nay thì đến các combo lồng sầu nha mọi người. Đấy, số 40 combo lồng sầu có các loại lan là như này là hoàng thảo vạch đỏ nha mọi người. Đấy, hoàng thảo vạch đỏ nè. À, rau mực nè, bạch câu nè, bạch câu nè, bạch câu nè, bạch câu nè, ngọc lan, đây là hoàng hậu rừng, này một loại lọng, đây là thanh đàm, thanh đàm cũ ấy nhưng mà đấy, rồi đó là cái combo 40, 100.000. Tiếp theo các combo này dành cho mọi người sưu tầm nha. Đấy. Combo 41, 100.000 nha mọi người. Đấy. Mình có ngọc lan nè. Lọng nè. Đấy. Cũng lọng luôn nha mọi người. Lọng nè. Các cây rau mực. Đấy. Rau mực nè. Này là hoàng thảo vạch đỏ nha mọi người. Đấy. Này là hoàng hậu rừng, này là thanh đạp. Rồi, đó là combo số 41, 100.000. Tiếp theo là combo số 42, 100.000 nha mọi người. Có các cây rau mực này, rau mực với là lọng. Đấy. Này là thanh đạp này, đấy. Thanh đạp cũ ấy nè. Này rau mực, đó các cây rau mực. Này một loại lồng, này là hoàng thảo hương duyên nha mọi người, này là hoàng hậu rừng, này là cũng một loại lồng. Đấy. Rồi này trong khách nào muốn sưu tầm thêm thì mình mua thôi. 100.000. Tiếp theo là phần số 43, 100.000 nha mọi người. Này là có các cây rau mực này, một loại lồng này, ngọc lan này, lọng này cũng lọng luôn nha mọi người. Này là cây mèo hoang. Đấy, có cái bồi hoa này. Cái này là thanh đạm. Rồi đó là phần số 43 nha mọi người. Tiếp theo phần số 44 cũng một lồng sầu nha mọi người, 100.000.
có cái bạch câu này, xương cá, rau mực, đấy, rau mực nguyên bản, một lọ lòng này, đấy. Một lọ lòng luôn nha mọi người, này cũng lòng luôn, đấy. Này là cái cây ấy, cái gì mới này cũng chơi trang trí rất là đẹp nha mọi người, đấy, rồi. Đó là phần số 44 nha mọi người. Tiếp theo là số 45 là 50.000. Còn có đây, này lòng này. Này cũng lòng nha mọi người. Mà này cũng lòng luôn. Rồi, ba gì? 50.000. Đấy. Rồi, đó là toàn bộ cái lô hàng ngày hôm nay của em. Mọi người đặt hàng thì gọi điện thoại trực tiếp cho em qua số là 070-611-5694 nha mọi người. Đấy. Rồi, một lần nữa thì em xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi, ủng hộ kênh của em trong suốt thời gian vừa qua. Để nhận clip mới thì mọi người nhấn vào nút đăng ký kênh nha mọi người. Rồi một lần nữa chúc tất cả mọi người một buổi tối vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Rồi em xin phép dừng clip tại đây. Chào tất cả mọi người nha.